Trên tuyến đường Trường Sa, tuyến đường chạy dọc sông Trà Khúc có cảnh quan đẹp nhất thành phố Quảng Ngãi. Đoàn xe ben chở cát vi phạm các quy định an toàn giao thông, gây ô nhiễm môi trường như thách thức lực lượng chức năng. Mỗi ngày, có hàng trăm xe ben vận chuyển cát từ nhiều mỏ cát lưu thông trên tuyến đường này. Những hung thần quá khổ có trọng tải lớn phóng nhanh vượt ẩu khiến người đi đường hết sức lo sợ. Xe chuyển cát ướt được múc và hút trực tiếp từ sông lên. Nước từ thùng xe chảy thẳng ra đường kéo dài cả cây số, gây ra cảnh tượng nhếch nhác cho tuyến đường ven sông này. Một người quản lý tại mỏ cho biết. Đắt cho đó. Nên đây mình còn các của mình là cái công ty của mình đó, rồi mình để mình lấy cái cốt đó cháu. Đang để ấy là bây giờ là kiếm chục cốt thầu chứ còn phải... còn đất nó rẻ lắm. Cát hết rồi, chỉ còn lại đất phẫn không thôi. Đất thì rẻ lắm, không bao nhiêu tiền, nên phải hút từ dưới lòng sông lên. Theo ghi nhận, phần lớn xe chở cát tại đây đều được cơi nới thêm thành thùng để chở quá tải và che chắn sơ sài, làm cho tuyến đường Trường Sa có dấu hiệu bị hư hỏng xuống cấp, đặc biệt là nơi tiếp giáp đường từ mỏ cát lên bị hư hỏng xuất hiện nhiều ổ gà lớn nhỏ gây mất an toàn giao thông. Những xe ben chở cát vi phạm quy định về an toàn giao thông ngang nhiên chạy trên tuyến đường Trường Sa như thách thức lực lượng chức năng. Thời gian qua, người dân liên tục phản ánh tình trạng này, tuy nhiên vẫn không thấy cơ quan chức năng vào cuộc xử lý dứt điểm. Làm việc với cơ quan công an thành phố Quảng Ngãi, Trung tá Nguyễn Chí Lâm, đội trưởng đội cảnh sát giao thông cho biết. Trước cái tình hình mà có các phương tiện chở cát ở khu vực đường Trường Sa, thì trên cơ sở đó chúng tôi đã thông báo cho lãnh đạo công an thành phố xây dựng các kế hoạch chuyên đề, nhất là về cái tải trọng, kiểm tra tải trọng và kiểm tra cái việc mà xe chở cát chạy ra vẻ xuống đường, chạy nước xuống đường. Đó. Việc này là chúng tôi sẽ làm hàng ngày để mà kịp thời phát hiện và cương quyết xử lý những cái trường hợp vi phạm về tải trọng và vi phạm về cái vệ sinh môi trường để cấp ra vẻ và trả nước xuống đường. Tại hiện trường, phóng viên cũng ghi nhận các xe luôn tìm cách né tránh. Nhận thấy sự xuất hiện của phóng viên, các xe chở cát chen chúc đứng dưới các mỏ không lên lưu thông. Có xe đã trót lên khi thấy ống kính liền tấp vào lề né tránh. Dọc tuyến đường có đến 8 mỏ cát được cấp cho các doanh nghiệp. Không rõ liệu ngành tài nguyên môi trường có thường xuyên theo dõi, giám sát phương pháp khai thác, địa giới hay độ sâu khai thác của các chủ mỏ này. Đề nghị cơ quan chức năng của Quảng Ngãi sớm giải quyết dứt điểm tình trạng trên, trả lại vẻ đẹp vốn có cho tuyến đường Trường Sa.